Xin chào các bạn, chúng ta cùng nhau trao đổi tiếp một cái thói quen số 19 ảnh hưởng đến cậu nhỏ mà chúng ta không có biết, đúng không ạ? Đó là một cái thói quen các bạn cạo lông mu bằng các cái dao han rỉ không được sạch sẽ, thì nó cũng là một cái thói quen xấu mà chúng ta cần phải biết để chúng ta tạo thói quen mới. Các bạn đồng ý không ạ? Và chúng ta biết rằng lông mu thì nó là một cái phần để bảo vệ cái bộ phận sinh dục chúng ta, hạn chế các cái vi khuẩn, rồi là các cái tác nhân xâm nhập đến cậu nhỏ của chúng ta. Có rất nhiều các hàng rào bảo vệ, đúng không ạ? Lông cũng là một vấn đề đó. Vậy thì có rất nhiều bạn gì ạ, có cái thói quen cạo lông đi. Tất nhiên là nó là bảo vệ, chúng ta có thói quen cạo lông đi thì có tốt không ạ? Về thực chất thì không tốt, tuy nhiên là cái tác hại thì nó cũng, nếu chúng ta biết cách thì nó không có nhiều. Ví dụ như là các cái trường hợp gì ạ, phẫu thuật thủ thuật ở cái vùng kín này, về chuyên khoa tiết niệu thì đa phần là đều phải làm, hay là chuyên khoa sản gì ạ, thì chúng ta cũng đều phải gì ạ, cạo đi, đúng không ạ? Gọi là gì ạ, làm thuốc. Nếu các bạn nào biết làm thuốc thì chính là phần gì ạ, cạo lông phần sinh dục đó. Bản chất nó là bảo vệ, các bạn hiểu nó sinh lý con người tạo ra không có gì thừa, kể cả cái ruột thừa sinh ra cũng không có thừa các bạn nhé, chẳng qua bệnh lý chúng ta phải cắt đi thôi. Vậy thì cái lông này chúng ta nó cũng có gì ạ, nó cũng có cái tác dụng là bảo vệ cho cậu nhỏ của chúng ta, hạn chế các vi khuẩn xâm nhập vào, đúng không ạ? Tuy nhiên một số bạn có cái thói quen gì ạ, cạo đi để gì ạ, nhìn nó gì ạ, hấp dẫn hơn, sạch sẽ hơn, dễ vệ sinh hơn. Đúng là như vậy thật, nếu các bạn vệ sinh tốt thì đây cũng là một cái vấn đề tốt hơn. Và khi mà gì ạ, cái xã hội ngày nay chúng ta rất là sạch sẽ, và cái môi trường chung quanh của chúng ta cũng rất ít các cái vi sinh vật nhỏ có thể là tấn công ảnh hưởng đến cậu nhỏ chúng ta, trừ các bạn ở gì ạ, ở các cái vùng miền núi, đi làm trong cái môi trường lao động có rất nhiều các vi khuẩn, các vi sinh vật nhỏ có thể là gây tấn công cho cậu nhỏ của chúng ta, đúng không ạ? Vậy thì các bạn có thói quen cạo này thì thực chất là cũng không có ảnh hưởng nhiều. Tuy nhiên là các bạn cạo xong thì sao ạ? Mỗi khi lông nó mọc lên thì các bạn sẽ cảm thấy rất là rậm và ngứa, và đôi khi nó lông nó ngắn, nó chọc vào các bạn rất là đau. Đó cũng là một cái tác hại mà các bạn cần phải lưu ý nếu các bạn có thói quen gì ạ, cạo lông vần sinh dục. Tuy nhiên là các bạn cần phải lưu ý rằng cái vấn đề cạo đó thì các bạn cần phải chọn một con dao gì ạ, thật là sắc, thật là sạch. Đấy, chứ chúng ta không dùng gì ạ, không dùng con dao mà nó cồn thì sao, nó rất dễ gây ra tổn thương, đúng không ạ? Tổn thương chảy máu ra thì nó sẽ tạo gì ạ, tạo ra cái đường vào cho vi khuẩn ở bên ngoài vào. Và đặc biệt hơn nữa là các cái con dao các bạn thường hay dùng lâu quá, các bạn dùng lâu quá thì sao, trên con dao đó có rất nhiều các vi khuẩn, đúng không? Các bạn nhìn cán dao đen xì ở cái lưỡi dao thì nó bám đầy các cái gì ạ, cặn bẩn, rồi là hen rỉ, đúng không ạ? Thì đó là cái vấn đề mà các bạn cần phải lưu ý. Cho nên các bạn cần phải thay cái dao này ít nhất là khoảng 2 tuần một lần để đảm bảo là các cái vi khuẩn nó không có bám tụ ở trên đó. Chưa nói là con dao này nó cùn, nó có thể gây ra các tổn thương làm cho vi khuẩn ở bên ngoài vào, rất là nguy hiểm, đúng không ạ? Đó là cái thói quen có thể là rất là nhỏ thôi mà đôi khi các bạn chưa biết. Vậy thì các bạn thấy 20 cái thói quen xấu này có đem lại hữu ích không ạ? Ít nhất thì nó cũng đưa ra được các cái vấn đề để chúng ta biết là tốt hay xấu, để chúng ta lựa, để chúng ta làm, đúng không ạ? Có thể mình làm tốt rồi nhưng chúng ta biết rồi chúng ta làm tốt hơn. Và rất nhiều bạn chưa biết, chúng ta biết rồi thì chúng ta sẽ gì ạ, bỏ thói quen xấu để tập thói quen tốt, để đem lại sức khỏe cho cậu nhỏ của chúng ta, đúng không ạ? Và đặc biệt nếu như mà các bạn đang có gì ạ, đang có cái tổn thương, đang có cái viêm nhiễm ở vùng cậu nhỏ, đúng không ạ, hay các có cái mụn sẩn đấy, thì các bạn thấy nó lên nôn phún mà các bạn đã cạo thành thói quen, thành lịch rồi, thì trong cái thời điểm này, thời gian này thì các bạn không nên cạo, đúng không ạ? Các bạn không nên cạo, các bạn nên dừng lại vấn đề này, kể cả dao các bạn sạch, dao gọn mới thay, đúng không ạ? Kể cả các bạn dùng bọt, dùng gel rồi thì chúng ta cũng không nên, bởi vì khi chúng ta cạo cái thời gian tổn thương này thì nó rất dễ gây ra cái tổn thương nó to hơn, tạo ra vi khuẩn nó vào cậu nhỏ nhiều hơn, làm cho sức khỏe cậu nhỏ nó tổn thương hơn. Có thể là các bạn nghĩ là cái đường này đương nhiên biết, tuy nhiên có rất nhiều bạn gì ạ, có rất nhiều bạn là rất là cá tính, chúng ta làm nên một cái vô thức mà không có biết được các ảnh hưởng nhiều. Chính vì vậy mà những bạn nào biết rồi thông cảm cho rất nhiều bạn có thêm thông tin và được nhắc nhở nhiều lần lên, thì chúng ta sẽ có cái thói quen tốt hơn, giúp cho sức khỏe của nhỏ chúng ta ít bị ảnh hưởng hơn, đem lại cái chất lượng quan hệ chúng ta được tốt hơn.